Có một anh khách ở bên Phú Xuyên, Hà Nội có đặt bên mình một chiếc camera ngụy trang bật lửa xem từ xa trên điện thoại nhé mọi người nhé. Thì hôm nay mình làm video này là để hướng dẫn cho anh ấy cách sử dụng luôn. Và khi anh ấy nhận hàng thì đúng hàng như này các anh ấy nhận nhé. Thì bật nguồn thiết bị đây, đằng sau nhé, mặt đằng sau này, dí à. Các bạn sẽ nhìn thấy một sáng cái đèn mập mờ đây này. Đó. Bước đầu tiên thì vào vào cái ứng dụng và vào cài đặt này. Các bạn cần tải cái ứng dụng là Lookcam về điện thoại trước nhá. Thì bước đầu tiên vào cài đặt này, sau thì camera này nó sẽ phát cho mình một mã wifi là F34 này. Thì kết nối vào. Kết nối wifi đấy. Đó, khi kết nối xong nhá, kết nối xong thì thoát ra ngoài. Vào cái app là Lookcam. Đó. Thì nó sẽ hỏi mình là một bên là cam một bên ok thì anh là cam nhé. Đó. Xong mà nó sẽ hiện một cái bảng có chữ online đây này, thì anh ấn vào chữ online. Xong ấn vào. Đây. Đây nha, camera của anh trước khi gửi cho anh em đã test ok hết rồi anh nhé. Đó, nhận hàng anh không biết cách sử dụng thì anh cứ gọi điện trực tiếp cho em bằng số điện thoại 0865 618 226 nhé. Có thắc mắc gì thì để em giải đáp cho anh nhé. Đó. Đó, quay màn hình máy tính đây. Đấy. Đó. Chiếc bật lửa này xem trực tiếp từ xa luôn mọi người nhé. Thì con này dùng nó giống như con camera V99 á. Thì kết nối xem từ xa thì mọi người cũng kết nối như vậy thôi. Không có gì là khó khăn cả mọi người nhé. Đó, thì nhận hàng anh cứ test đúng như cái video này của em. Thì anh nhận hàng. Không đúng như video này thì anh hoàn hàng về cho anh nhé. Đó. Thì bạn nào đang cần quan tâm đến cái dòng sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp với mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.